Ngày 22 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 33 ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung cụ thể của Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Quyết định 33 có hiệu lực thi hành kể từ ngày mùng 5 tháng 11 năm 2024. Phạm vi điều chỉnh. Quyết định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều được quy định tại Luật Nhà ở số 27/2023 Quốc hội khóa 15 gồm khoản 4 điều 5 về các địa điểm vị trí phải phát triển nhà ở, theo dự án, khoản 5 điều 5 về xác định các khu vực chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua, cho thuê hoặc được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô bán nền để cá nhân tự xây dựng nhà ở. Điểm C khoản 3 điều 57 về điều kiện về đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại nơi có nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân khoản 1 điều 77 về việc hỗ trợ giải quyết bán cho thuê mua cho thuê nhà ở xã hội cho đối tượng quy định tại khoản 2 điều 76 của luật nhà ở. Khoản 3 điều 83 về tiêu chí đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại mà chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội hoặc bố trí quỹ đất nhà ở xã hội đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ở vị trí khác ngoài phạm vi dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại đô thị đó hoặc đóng tiền tương đương giá trị quỹ đất đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội Khoản 2 điều 120 quy định việc phối hợp cung cấp thông tin về nhà ở giữa cơ quan nhà nước có thâm quyền làm thủ tục cấp giấy chứng nhận và cơ quan quản lý nhà ở tại địa phương để đảm bảo thống nhất về các thông tin nhà ở, đất ở ghi trong hồ sơ nhà ở. Luật Kinh doanh Bất động sản số 29-2023 Quốc hội khóa 15, khoản 6 điều 31 về các khu vực chủ đầu tư dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật cho cá nhân tự xây dựng nhà ở đối tượng áp dụng Tổ chức cá nhân có liên quan đến sở hữu, phát triển, quản lý vận hành, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh. Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến nhà ở được quy định tại Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Quy định cụ thể, các địa điểm, vị trí phải phát triển nhà ở theo dự án việc phát triển nhà ở chủ yếu được thực hiện theo dự án có các cơ cấu loại hình diện tích nhà ở phù hợp với nhu cầu của thị trường thuộc địa bàn thị xã mỹ hào thành phố hưng yên và các đô thị khác khu đô thị khu vực đô thị thuộc huyện văn giang văn lâm yên mỹ khói châu các khu vực chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải xây dựng nhà ở để bán cho thuê mua cho thuê hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô bán nền để cá nhân tự xây dựng nhà ở các khu vực chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải xây dựng nhà ở để bán cho thuê mua cho thuê các dự án nằm toàn bộ hoặc một phần trong khu vực thuộc địa bàn các phường thuộc thị xã mỹ hào thành phố hưng yên các xã được dự kiến phát triển thành phường thuộc địa bàn thành phố hưng yên thị xã mỹ hào các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định của luật đất đai Đối với các khu vực còn lại, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô bán nền để cá nhân tự xây dựng nhà ở trừ các lô đất nằm tại các vị trí trong khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị và nông thôn được xác định theo đồ án quy hoạch hoặc quy chế quản lý kiến trúc được phê duyệt nằm tại mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị và nông thôn nằm tại mặt tiền các tuyến quốc lộ tỉnh lộ và các tuyến đường liên xã liên huyện điều kiện về đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại nơi có nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân Đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại nơi xây dựng nhà ở có từ 2 tầng trở lên và có quy mô dưới 20 căn hộ mà tại mỗi tầng có thiết kế xây dựng căn hộ để cho thuê thuộc trường hợp theo quy định tại khoản 3 điều 57 Luật nhà ở phải đáp ứng các điều kiện về đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại nơi có nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy các đối tượng được hỗ trợ giải quyết bán cho thuê mua cho thuê nhà ở xã hội. Các đối tượng được hỗ trợ giải quyết bán cho thuê mua cho thuê nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh là các đối tượng được quy định tại điều 76 của luật nhà ở cụ thể. Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Đối tượng quy định tại khoản 7 chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân. Hình thức điều kiện, nguyên tắc hỗ trợ giải quyết bán cho thuê mua cho thuê nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh theo quy định của luật nhà ở và các quy định khác có liên quan. Đất để phát triển nhà ở xã hội, trên cơ sở chương trình kế hoạch phát triển nhà ở và quy hoạch phân khu được phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phải dành tối thiểu 20% diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội hoặc bố trí quỹ đất tương đương nhà ở xã hội đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ở vị trí khác ngoài phạm vi dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại đô thị đó hoặc đóng tiền tương đương giá trị quỹ đất đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội đối với các dự án nằm toàn bộ hoặc một phần trong khu vực thuộc địa bàn các phường thuộc thị xã mỹ hào thành phố hưng yên các xã được dự kiến phát triển thành phường thuộc địa bàn thành phố hưng yên thị xã mỹ hào Đối với các khu vực còn lại, tùy thuộc vào vị trí, quy mô khu đất thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tỷ lệ diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội hoặc xem xét quyết định việc chủ đầu tư phải thực hiện đóng tiền tương đương giá trị quỹ đất có diện tích khoảng từ 5% đến 10% diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tổ chức thực hiện quy định việc phối hợp cung cấp thông tin về nhà ở, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau đây, viết tắt là giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai có trách nhiệm cung cấp thông tin về nhà ở cho cơ quan quản lý nhà ở theo quy định định kỳ mỗi tháng một lần vào trước ngày mùng 10 hàng tháng để lưu trữ hồ sơ về nhà ở, cung cấp về sở xây dựng đối với chứng nhận của tổ chức trong nước tổ chức nước ngoài cá nhân nước ngoài và dự án đầu tư xây dựng nhà ở cung cấp về phòng quản lý xây dựng cấp huyện đối với giấy chứng nhận của hộ gia đình cá nhân trong nước người việt nam định cư ở nước ngoài cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận phải ghi rõ trong giấy chứng nhận loại nhà ở cấp nhà ở theo quy định của luật nhà ở và pháp luật về xây dựng trường hợp nhà ở là căn hộ trung cư thì phải ghi rõ diện tích sàn xây dựng và diện tích sử dụng căn hộ trường hợp nhà ở được xây dựng theo dự án thì phải ghi đúng tên dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư ủy ban nhân dân huyện thị xã thành phố có trách nhiệm giả soát lập hồ sơ về nhà ở đối với quỹ nhà ở không xác định được chủ sở hữu trên địa bàn báo cáo sở xây dựng và sở tài nguyên và môi trường để xác lập quyền sở hữu và xây dựng phương án quản lý theo quy định của pháp luật